chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình khám phá của Lu. Trước tiên hãy like, share và nhấn subscribe cho Thanh Năng với lại là phần Instagram của Lu. Ok, bây giờ thì theo chân Lu đi khám phá thôi. Bữa nay là mình ăn cái món này á, là sẽ tính theo mét nha mọi người. Và các bạn biết không, là cái món ăn này á, nó có một cái điểm đặc biệt là bởi vì món này được xác lập kỷ lục mọi người ạ. Và món mà hôm nay mình dẫn các bạn đi đó chính là bánh tráng cuốn. Nè các bạn đến đây, nếu mà mọi người không tiện thì mọi người có thể order now nha. Mấy anh now đứng đây nè. Siêu đông luôn. Tính ra là mọi người rất là thích ăn cái món này. Em chưa có tuôn. Đây đây. Mấy anh nào đến đây mua đúng nhiều luôn mọi người. Dạ, có tuôn chưa? Chưa có tuôn mà. Bán 7-8 năm rồi. Wow. Nhưng mà cái món bánh tráng một mét này là mới đây hả chị? Nó cũng bán được 2-3 năm rồi. Kỷ lục mà bánh tráng dài nhất mà chị cuốn là bao nhiêu? Nói chung 2m, 3m, 4m cũng có. Nói chung 3m cũng có được rồi. Đúng rồi. Có là 3 tỏi với 1 trà tắc là của em Nao nha. Nao đâu? Chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Chị bán 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. À chị cuốn cho em một cuốn dài nhất có thể. Dài nhất có thể 10 mét càng tốt. Ơi, đúng kiểu là chỉ làm cho Lu nguyên cái phần rất là hoành tráng luôn các bạn. Hồi nãy nếu như mà tính ra hai cái cuốn đó thì chắc chắn một điều là nó cao hơn Lu rồi. Và cắt ra thì mọi người có thể thấy là sẽ được khoảng hai hộp này với lại cuốn này á, thì là tại vì Lu muốn để nó như kiểu cuốn bột bí, cuốn gỏi cuốn, cho nên là Lu đã kêu chỉ cắt ra như vậy cho Lu. Còn nếu như mà cắt như cái hộp này á, là có thể cắt được 4 hộp này luôn. Ngoài ra thì Lu còn có gọi thêm trà tắc nè, chỉ có trà đào với lại nước sâm. Nước sâm ở đây là chị tự làm, tự nấu luôn, cho nên là đến đây thì chưa gì hết, là lúc mà Lu tới là chị kêu uống nước sâm đi. Uống đi, nhà nấu đó, ngon lắm. Cho nên không thể nào từ chối được hết. Dạ, thì mình sẽ ăn thử xem coi là bánh tráng cuốn này có gì hot mà sao mình đông dã man. Lu thấy có khô gà, khô bò, xong rồi có tỏi, hành nè, mayo, trứng cút. Ní, mời. Ơi. Đây. Sao? Dễ ăn lắm luôn á. Cái phần bánh tráng á, chỉ làm á, tức là hồi nãy lúc mà chị xịt nước á, chị xịt rất là vừa. Cái bánh tráng nó không có bị dai, nó cũng không có bị quá mềm. Ăn rất là dễ chịu, rất là thích. Mayonnaise với lại cái sốt me này nè là một cái rất là đặc biệt. Mà cái sốt me này hình như là chị cũng tự làm luôn á. Nói chung á là thật ra thì Lu đã ăn bánh tráng rất là nhiều chỗ rồi, nhưng mà ở đây thì về nguyên liệu á, nguyên liệu khá là xịn. Ăn vô thì cảm giác được á là rất là ngon, sạch nữa. Các bạn có thể đứng ở đây và có thể trực tiếp nhìn chị làm luôn. Mà ăn tiền là ở cái sốt me này nè. Đây, với một cái chén sốt mayonnaise, mỡ hành, một ít hành phi trộn lên. Tại vì thường bánh tráng ăn mà không có sốt á thì nó lại mất ngon mọi người. Mà sốt á, nếu như mà làm mà kiểu quá sơ sài á thì ăn nó lại bị ngán. Nhưng mà sốt ở đây á, đúng kiểu là ăn á, kích thích, không có bị ngán. Chấm 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 chấm.
Đây là khi Lu ăn bánh tráng nhưng mà style gỏi cuốn. Bên trong ngon quá. Cô bà này siêu ngon ấy. Một hộp này thì sẽ có giá là 25.000. 25.000 tức là khoảng 1 mét bánh tráng nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn muốn chỉ cuốn mấy mét thì các bạn nhân tiền lên. Tại vì 1 mét đó là sẽ cắt ra được một hộp như thế này. Ngon quá chị ơi. Trời ơi, mấy cái món đồ ăn ngon này thì không thể nào ăn một mình được mọi người ơi. Mình phải share cho những người khác nữa. Ở đây còn có bò blit với lại gỏi cuốn, cũng là chị tự làm. Chiêu hai, mình sẽ chấm một ít tương với đậu phộng nè, hành phi nè, có mắm nêm nữa. Bạn nào thích ăn thì có thể ăn mắm nêm nha. Củ sắn này là củ sắn mới đó, ăn rất là giòn ngọt. Ủa chị, bà biết nhiêu một cuốn vậy chị? Không biết, 2.500 một cuốn à, không hề lên giá. Má ơi, 2.500 á hả? Còn gỏi cuốn? Gỏi cuốn thì 6.000 một cuốn. Trời ơi, trời ơi, oh my god. Trời ơi, thật sự luôn á, 2.500 cho một cuốn bò biết. Anh sẽ bà tự làm luôn. Anh sẽ bà tự cắt luôn mọi người. Khi quán quá đông và anh sẽ bên nào để bay vô để làm luôn mọi người. Đúng kiểu trời đang nóng á, uống một ly trà tắc siêu đã. Ở ngay cái chỗ mà chị bán á thì sẽ có những cái bàn để các bạn ngồi ở bên ngoài, nhưng mà luôn nói trước là ngồi ở đây hơi nóng nha. Hay là tại vì bữa nay trời đứng gió ta, Lu cũng không biết nữa. Trời ơi, một cái cuốn 6.000 nè, trời đất mẹ ơi. Wow, đây sẽ là một trong những địa điểm mà Lu sẽ ghé đến để ăn bánh tráng cuốn. Nói chung bánh tráng cuốn này phải gọi là ngon thật sự luôn á. Ở đây thì Lu thấy là có rất là nhiều bạn trẻ đến đây ăn, học sinh nè, sinh viên nè. Chưa bao giờ Lu có thể ăn hết một hộp bánh tráng cuốn, tại vì Lu không phải là một đứa quá đạo bánh tráng. Như chỉ làm một hộp á rất là vừa đủ các bạn, nhìn vô nó không có bị quá phồn thật, nó không có bị quá nhiều. Tại vì nhiều khi á, mình đi ăn á, thì đa phần là các bạn sẽ muốn là một cái hộp nó nhiều, thiệt là nhiều đồ ăn để mình ăn cho đã. Nhưng mà ở đây á, làm rất là vừa, các bạn ăn một hộp này là các bạn vẫn có thể lưu luyến để quay lại đây ăn, chứ không phải là ăn xong là bị ngán mà kiểu ôi chắc là phải tháng sau mới ăn, thì không có, luôn không có bị cái cảm giác đó. Đó là một điểm thành công. Và chỗ mà Lu đang ngồi á có tên là Ăn Vặt Bò Bí Thiên Vũ. Địa chỉ ở đây sẽ là số hẻm 371/30/8 đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Ở đây thì chị sẽ bán cả ngày, nói chung là sẽ bán từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Cho nên là các bạn có thể tiện đường thì ghé qua đây. Ở đây có vài cái bàn để cho mọi người ngồi. Còn nếu như không tiện thì các bạn cũng có thể lên Now, sau đó thì search là Ăn Vặt Bò Bí Thiên Vũ và đặt hàng ở trên Now luôn, thì các anh shipper sẽ đến đây lấy hàng và giao tận nơi cho mọi người. Giá ở đây thì rất là dễ chịu, tại vì giá là giá học sinh sinh viên rất là rẻ. Bánh tráng cuốn 1 mét thì sẽ có giá là 25.000 một hộp, bò bía thì 2.500 một cuốn. Wow, gỏi cuốn thì 6.000. Nói chung là nãy giờ Lu vẫn còn sốc cái vụ bò bía 2.500 một cuốn á mọi người. Còn nếu như mà mọi người hỏi chất lượng bánh tráng ở đây như thế nào thì Lu mạnh dạn cho 9 điểm cho bánh tráng cuốn này nha. Các bạn hãy đến đây ăn, nhớ là hãy xin cái sốt me nhiều vô một tí để có thể chấm nhiều hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Bye bye, nhớ subscribe cho Thánh Năng, follow Instagram của Lu. Ngoài ra thì các bạn có muốn Lu review những cái món ăn vặt nào nữa thì các bạn cũng có thể để phần comment ở bên dưới để Lu với anh quay phim có thể coi nha. Bye bye.